Nghệ sĩ guitar Tuấn Hùng cùng với Trần Lập, Nguyễn Hoàng là những người đầu tiên thành lập ban nhạc Bức Tường năm 1995. Sau khi trưởng nhóm qua đời, Tuấn Hùng giữ vai trò chèo lái ban nhạc. Dù đã có ý định chấm dứt hoạt động, nhưng anh cùng với các thành viên quyết định vẫn tiếp tục cuộc chơi để những sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Lập được sống mãi. Cùng trò chuyện và lắng nghe những kỷ niệm của nghệ sĩ guitar Tuấn Hùng với ban nhạc Bức Tường trong Lời Tự Sự hôm nay. Hãy cùng với chúng tôi chào đón đến với trường quay của Lời Tự Sự ngày hôm nay, nghệ sĩ guitar Tuấn Hùng. Xin chào anh. Xin chào Minh Trang và xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi Lời Tự Sự trên VTV3. Minh Trang đã giới thiệu với quý vị khán giả ngay từ đầu rằng anh Tuấn Hùng là một mảnh ghép của ban nhạc Bức Tường. Ban nhạc Bức Tường rất là quen thuộc với rất nhiều khán giả rồi, và cái tên Tuấn Hùng cũng vậy. Nhưng mà khi mà ngày hôm nay đến đây để trò chuyện với cả quý vị khán giả thì anh lo lắng nhiều hơn khi nói về câu chuyện của ban nhạc hay là với câu chuyện của chính mình ạ? Đúng là mỗi khi mà xuất hiện ở trên trước khán giả hay trước ống kính ấy, thì cái sự hồi hộp nó vẫn nguyên như thế từ những ngày đầu tiên, từ ngày đầu tiên mà khi mà tôi tập chơi nhạc hay là khi mà chơi cùng ban nhạc những cái buổi diễn đầu tiên ấy, thì mỗi trước khi lên sân khấu thì mình luôn luôn có một cái cảm giác là kiểu tim đập rất là nhanh và kiểu như là một trạng thái nó rất là hồi hộp, mà kèm xen lẫn với nó là một cái sự phấn khích nữa. Thế thì đây là lần đầu tiên mà được trò chuyện với cả được có những cái lời tự sự ở trên trong một chương trình mà vào cái khung giờ muộn, rất là khó để mà diễn tả cái cảm xúc lúc này. Có rất là nhiều điều muốn nói và cũng không biết là có thể đủ thời lượng để có thể chia sẻ được không. Tại sao Minh Trang lại hỏi câu hỏi đầu tiên là về sự lo lắng? Bởi vì ngay trước khi mà chương trình này bắt đầu thì anh Hùng đã có chia sẻ với cả Minh Trang là anh hơi run đấy. Giá nhưng mà cái camera nó được phủ một cái lớp màn nhung, đúng không anh, để chúng ta có thể trò chuyện với nhau thoải mái hơn. Nhưng mà Trang tin rằng là với sự lắng nghe của quý vị khán giả, và đây cũng sẽ là một thử thách dành cho Minh Trang để có thể trò chuyện với anh thật là gần gũi và có thể gợi mở, để cho anh có thể kể cho mọi người thật là nhiều câu chuyện về anh, về ban nhạc Bức Tường, về những cái khoảng thời gian đã qua và cả những khoảng thời gian sắp tới nữa. Chúng ta hãy bắt đầu với cái logo này đi ạ. Cái logo này có nguồn gốc từ đâu ạ? Cái logo này là do anh Trần Lập thiết kế. Thật ra thì trước đây thì Bức Tường cũng đã có những cái lần thay đổi logo khác nhau. Lần đầu tiên mà khi mà Bức Tường ra mắt cái album Tâm Hồn Cổ Đá đầu tiên ấy, thì có một cái logo nằm trên album đó. Sau đó đến năm 2004 thì lại có một cái logo mới ra đời. Nhưng mà cái logo này là ra đời vào năm 2010, khi mà Bức Tường sau những cái năm nghỉ thì Bức Tường quay trở lại thì với một album thứ tư có tên là Ngày Khác, thì cái logo này đã chính thức ra đời. Và lúc đấy thì Trần Lập đã xăm cái hình logo lên trên tay, và trong ban nhạc thì tôi cũng là người thứ hai là xăm cái hình đó lên trên tay. Logo của ban nhạc. Anh có thể giải thích một chút về hình ảnh của nó không ạ? Đó chính là một cái chữ cách điệu của hai chữ B và T. Hai chữ B và T của nó như kiểu đang quấn vào nhau và nó dang rộng đôi cánh ra như là một cái vũ công đang múa ba lê vậy. Trang nghĩ rằng chắc chắn là đã có rất là nhiều người hỏi anh về nguồn gốc ra đời của ban nhạc Bức Tường rồi. Trang muốn hỏi về cái tên. Tại sao chúng ta lại đặt cái tên là Bức Tường, và các anh em đã bàn bạc với nhau như thế nào, có tranh cãi nảy lửa không để nghĩ ra được cái tên đấy ạ? Nó cũng rất là dễ giải thích thôi, bởi vì là khi mà Bức Tường, ban nhạc chúng tôi được thành lập từ đội văn nghệ của trường đại học xây dựng. Thì vào trong cái buổi biểu diễn ra mắt ấy, thì mọi người bảo là bây giờ cần phải có một cái tên để mọi người gọi, chứ không thể nào là một cái tên đội văn nghệ được. Thì rất nhiều cái tên được nghĩ ra, nhưng mà sau đó thì cái tên The War đã được mọi người lựa chọn, bởi vì The War chính là bức tường, mà bức tường thì nghĩ đến đại học xây dựng thì là The War chính là bức tường. Và lúc đấy thì cũng mới có một cái bộ phim rất là nổi tiếng của ban nhạc Pink Floyd có tên là The War, thì chúng tôi ok, cái tên này có vẻ hay mà dễ nhớ, thì quyết định là lấy tên The War và vẽ dán những cái hình cái tên The War lên trên ngực áo của tất cả các bạn. Thì từ đó trở đi thì mọi người cũng quen gọi là The War. Nhưng mà đến về sau này, sau khi mà rời khỏi trường đại học xây dựng và quyết định là sẽ chơi nhạc chuyên nghiệp, thì lúc đấy thì chúng tôi quyết định đổi tên sang là tên tiếng Việt là Bức Tường. Với ban nhạc Bức Tường á, thì những cái ngày tháng đầu tiên có phải là cũng từng ấy thành viên ngay từ những ngày đầu tiên không, hay là sẽ có những cái sự thay đổi xáo trộn gì hả anh? Trải qua một cái chặng đường đi rất là dài của ban nhạc thì chúng tôi có những sự thay đổi thành viên cũng khá nhiều. Còn nhớ là ngày đầu tiên thì có tôi, có Nguyễn Hoàng và có Trần Lập.
là ba thành viên gần như là ba thành viên chủ chốt là đầu tiên. Thì trong cái quá trình về sau này thì có những người do bận rộn công việc này hay là do nhiều lý do khác nhau mà họ phải rời đi, và thay vào đó là những cá tính âm nhạc khác, thì tất cả đều mang đến một cái tinh thần rất là mới mẻ và đều chung dưới một cái tên bức tường và cùng cống hiến, cùng làm việc và cùng gọi là tất cả mọi thứ vì dành cho bức tường. Trang rất là tò mò, không biết là năm mà thành lập bức tường lúc đó là anh Hùng bao nhiêu tuổi ạ? Năm thành lập bức tường thì mình 20 tuổi. 20 tuổi. Lúc đấy anh có thể tả một chút về bản thân mình của cái ngày 20 tuổi được không ạ? Nó cũng giống như bây giờ nhưng mà hồi đấy nó trẻ hơn. Nói vui vậy thôi. Vào cái ngày đó thì mình cực kỳ nhút nhát, rụt rè và nhút nhát, tóc ngắn và không có dáng vẻ gì của một người chơi nhạc rock. Thật ra là Trang hỏi anh thế thôi, chứ nãy giờ là Trang đã liếc và Trang đã nhìn thấy có một cái tấm ảnh rất là đặc biệt mà anh Hùng có mang đến với chúng tôi. Cùng với ở đây là có cả một dàn đạo cụ, một dàn gọi là những đứa con tinh thần của bức tường trong suốt khoảng thời gian mà bức tường từ khi thành lập cho đến nay. Và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều câu chuyện để nói về những cái điều này. Nhưng cái điều đầu tiên mà Trang nhìn thấy á, vì sao Trang lại hỏi, anh có nhớ lúc đấy anh như thế nào và có khác gì bây giờ? Bởi vì Trang nhìn thấy ở đây có một bức ảnh mọi người trông rất là rock và rất là trẻ nữa. Đây có phải là cái lúc mà anh Hùng 20 tuổi không ạ? Lúc này đúng rồi. Chắc là anh phải tả cho đấy. Mọi người là từ ngoài vào là có những ai đây? Ở đây là các thành viên ban nhạc. Đây không phải là đời đầu tiên đâu, nhưng mà đây là vào đầu năm 96. Thì chụp tại một studio ở trên đường Thái Hà. Đứng ở bên ngoài bìa bên này thì là Đức Hiệp chơi trống này. Xong đến Nguyễn Hoàng, guitar, anh Trần Lập đứng giữa. Nhìn rất ngầu ấy. Xong rồi đến tôi. Và tiếp theo là anh Trần Nhất Hoàng. Rồi ạ, ngày hôm nay thì Trang sẽ để ý anh Hùng nhiều nhất trong ban nhạc bức tường. Và ở đây thì Trang thấy là trong tất cả các anh em, duy nhất là có anh Hùng ở trông không rock tí nào. Cố gắng lắm rồi, nhìn trông như thế là rất cố gắng rồi. Rất cố gắng rồi ạ. Tính cách mình còn nhát và mình còn hiền hơn nữa. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao mình lại yêu rock thế ạ? Hồi đấy thực ra thì mình nghe cả nhạc rock, nghe cả nhạc pop và mình yêu nhạc và mình muốn chơi cùng với anh em chơi nhạc thôi. Thế và tự nhiên mà khi mà tất cả các anh em gặp nhau ấy, thì cái câu chuyện là chúng ta sẽ chơi thể loại nhạc gì cũng được lựa chọn. Bởi vì là thời bấy giờ thì có chơi nhạc pop, nhạc rock hay là những thể loại khác thì cũng các ban nhạc cũng chơi rất nhiều. Nhưng mà bức tường đã lựa chọn cái dòng nhạc rock để dấn thân mình vào đó. Và có nghĩa là anh em cũng sẽ phải có sự điều chỉnh, sự thay đổi mình để phù hợp với cả cái thể loại âm nhạc này. Thế thì dần dần tóc nó dài ra. Và Minh Trang nhìn thấy ở đây có Rock Xuyên Màn Đêm, The First Album. Đây là năm bao nhiêu ạ? Chúng ta đã có album rồi ạ? Vào cái năm năm 98 khi mà Bức Tường biểu diễn một cái đêm live show cuối cùng trước khi chia tay Đại Học Xây Dựng ấy, thì bọn mình muốn làm một cái vật kỷ niệm, một cái gì đấy kỷ niệm này cho khán giả. Thì quyết định là đi photo ra một cuốn tập mà lời bài hát. Trong này thì có các bài hát Bông Hồng Thủy Tinh, Giọt Đắng, Cơn Mưa Hoang Dã, vân vân. Có cả Black Eyes, tức là mắt đen. Nhưng mà hồi đấy mắt đen thì chơi nó rất khác chứ không như là về sau này. Thì sau khi mà in một cái tập này ra ấy, thì chúng tôi có ghi là tên của các thành viên này và ghi ở dưới là The First Album. Có nghĩa là một cái sự mong ước là chúng tôi sẽ, đây là cái quyển album đầu tiên của Bức Tường. Và sau đây 4 năm thì cái album chính thức thì mới được ra đời, đó là album Tâm Hồn Của Đá. Một đời vô danh đã sông vẫn thờ, nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm. Đã sông không thật gần ai và cách xa mọi người. Dường như không biết yêu và dường như không biết cớ. Vì con tim xa lắm nên tâm hồn vô nghĩa. Hôn đâu đời tam thương còn có thương mà thấy trong lòng. Nhưng còn luôn lệ lời, đừng sống sống như họ đã. Thân mình, tâm hồn luôn luôn bao xa, đừng hóa thân.
và một cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay. Bầu trời mới tối có biết bao sao đổi người, nhưng có bao giờ họ trái biết tóc như loài người. Vì đã không biết yêu và vì đã không biết nhớ, con tim đã vắng nên thầm một câu nghĩa. Vương trông người ta thương bọn con thương mà thấy trao ngầm như luôn lên lại. Đăng ký ngay VTV Show, kênh giải trí số của Đài Truyền hình Việt Nam.